chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số mẫu sản phẩm bên em mới về nhé. Một số đồ dùng nhà bếp đấy, và một số đồ dùng cơ khí nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì có thể xem, đang xem video thì có thể ví dụ thấy sản phẩm nó chưa ưng ý thì các bác có thể lướt qua một chút đấy, để sang những sản phẩm khác đấy. Thì đầu tiên em xin giới thiệu cho các bác một cái bộ dao, một cái bộ dao Nhật đấy. Như các bác đã biết thì trước kia em bán rất là nhiều bộ dao Nhật, bộ dao Gunbo đấy. Thì một bộ dao này thì có tổng cộng của nó là có 7 món, 6 món và một cái hộp là 7, 6 món và cái một cái hộp dao này là 7. Thì đây em xin sắp xếp ra cho các bác xem. Đầu tiên thì là một con dao chặt, đầu tiên thì là một con dao chặt có nhé, dao chặt thương hiệu Gunbo. Con này em có bán lẻ với giá là 380.000 đồng, con này có bán lẻ với giá là 380.000 đồng nhé. Đấy, dao này rất là ok luôn. Đấy, để dao dao chặt mà nó cũng rất là sắc này. Đấy, nó nói chung là dao chặt. Đấy, dòng dao chặt. Đấy. Tiếp theo thì là một con dao thái bản lớn, một con dao thái bản lớn có nhé. Đấy, con này là con thứ hai, một con dao thái bản lớn thương hiệu Gunbo. Đấy, dao thái thì bản lớn này. Đấy, dao thái bản lớn rất sắc. Đấy, dao của Gunbo rất sắc này. Đấy. Tiếp theo thì là một con dao thái, con này bán lẻ với giá là 210.000 đồng. Đấy, con này bán lẻ với giá 210.000 đồng, cũng rất là sắc. Giấy như các bác biết là cái giấy này dòng giấy rất mỏng rồi mà không ăn thua gì cả, rất là sắc. Tiếp theo là một con dao gọt hoa quả có nhé, này cũng rất là sắc. Đấy, 90.000 đồng bán lẻ, con này bán lẻ với giá 90.000 đồng. Và cuối cùng là một cái liếc mài có nhé, một cái liếc mài và một con kéo. Kéo thì không phải nói rồi, này. Kéo thì tuyệt vời rồi, kéo thì không thể nào cùn được. Đấy. Đấy, liếc còn được đấy. Và một cái hộp dao đấy, và một cái hộp dao này đấy. Bộ này thì bên em đang bán với giá là 1.200.000 đồng có nhé. Dao này bên em đang bán với giá là 1.200.000 đồng đấy. Còn dao thái bản lớn này, dao chặt này đấy, bộ rất là tiện lợi luôn, rất là đẹp đấy. À đây, quên, từ từ đã, cái giá này thì bằng inox có nhé, cái giá này chất liệu của nó thì bằng inox đấy. Nói chung là có lỗ để chúng ta có thể nước nó dốc xuống dưới này, và nó có cái mặt này nó không bao giờ bị chạm xuống dưới nên là chúng ta không sợ. Chất liệu bằng inox nên là chúng ta cũng không sợ để lâu nó bị rỉ. Đấy, bộ dao gôn bồ có nhé. Đấy, 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng, rất là đa năng, gần như đã là đầy đủ cho chúng ta trong sử dụng trong gia đình. Đấy, gần như đã đầy đủ. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác một cái mẫu dao nữa. Đây, một con dao, mẫu dao nữa, con dao thái của Sato. Con dao thái của Sato có nhé. Này, tôi hôm nay xả rác ra một tí rồi. Này. Rất là sắc luôn. Đấy. Cái chỗ này đang bị cầu, bị nhàu này nhé. Đấy, đưa qua luôn có nhé. Đấy, đưa qua luôn. Đấy. Đây là giấy, cái tờ giấy này rất là mỏng mà đi in hóa đơn mà rất là mỏng mà nó còn đi thoải mái này. Đấy, là các bác biết cái độ sắc của con dao này như nào rồi. Con dao này thì bên em đang bán với giá là 220.000 đồng nhé. 220.000 đồng một mẫu dao thái Gunbo này. À, thái 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 Sato này có nhé. Dao thái Sato 220.000. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác một cái mẫu kéo cắt thực phẩm cắt gà. Một cái mẫu kéo cắt thực phẩm cắt gà. Rất là đẹp. Mẫu này các bác nhìn thực tế thì rất là đẹp luôn. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Seki. Đấy, đây chúng ta mở ra này. Đấy là nó tự bật ra. Đấy, cắt gà, cắt thực phẩm. Cắt gà, cắt thực phẩm. Đấy, chúng ta dùng xong chúng ta chốt này lại. Mẫu này bên em đang bán với giá là 180.000 đồng nhé. Kéo can gỗ này, 180.000 đồng. Mẫu kéo cắt thực phẩm này. Đấy. Đây cũng là một kéo, mẫu kéo cắt thực phẩm. Mẫu này cũng có thể cắt được gà thoải mái nhé. Mẫu này cắt gà như là mẫu kéo cắt gà nhé. Đấy. Còn mẫu kéo cắt thực phẩm đây, đây cũng có một mẫu nữa. Đấy. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 110.000 đồng. Kéo cán bằng vàng, màu vàng. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và sang trọng, có những cái hoa văn đấy, thương hiệu của đây. Thương hiệu này. Rất là xịn sò luôn nhé các nhé, rất là xịn sò luôn. 110.000 đồng một cái kéo cắt thực phẩm này. 110.000 đồng. Rất là đẹp. Kéo vàng. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu, một số những cái mẫu đũa này, đũa này. Đũa Nhật. Đũa Nhật em bán cả bộ và bán lẻ nhé. Đấy, bán cả bộ luôn. Đấy. Một bộ này thì bên em đang bán với giá là 110.000 đồng.
một bộ, một hộp đũa, một hộp đũa này, đây, một hộp mới đi cô nhé, hộp mới đây, còn hộp này em bóc ra để em chỉ giới thiệu thôi, hàng Mỹ Javan này. Đấy, độ dài của đũa là 24,3 cm, đầu của nó thì bọc những cái bạc, à không phải bạc nhầm, hợp kim hoa Shikisai này. Rất là đẹp luôn. Đây các thông số của nó, bác nào biết tiếng Nhật thì các bác đọc giúp em nhé. 110.000 đồng. Đây. Tiếp theo đây thì có một cái loại đũa này nữa. Đấy, đũa này đũa bọc túi bóng. Đũa này thì bên em đang bán với giá là 100.000 đồng một hộp túi 10 đôi này. Túi 10 đôi 100.000 đồng. Cũng khá là đẹp. Cũng khá là đẹp các nhé. Đũa này ở nhà ăn các thứ, tiếp khách khứa các thứ thì rất là thoải mái, nhà quá, nhà nào ví dụ là các bác làm nhà trưởng gia đình, anh cả với các thứ hay có cỗ bàn thì nên sắm một đôi đũa này rất là đẹp và sang trọng. Đấy, đũa kháng khuẩn, đấy, chịu nhiệt rất tốt, hàng của Nhật Bản, hàng nội địa luôn nhé. 100.000 đồng một túi này. Đấy, cái thương hiệu Shikisai thì nó là rất là nổi tiếng rồi, là một cái thương hiệu đồ nhà bếp rất là nổi tiếng. Đấy, tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác một số cái mẫu chảo này. Đây, em đã bóc ra rồi. Chảo của Shikisai, hàng thì đảm bảo ông ta luôn. Đấy, hàng đảm bảo ông ta luôn. Chảo này chảo chống dính nhé, chảo chống dính, đun được trên tất cả các loại bếp không nhé, đun được trên tất cả các loại bếp. Chảo chống dính đun được trên tất cả loại bếp. Giá của nó thì bên em đang bán với giá là có 3 loại nhé, bên em đang có 3 cỡ. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu là cỡ 20, đấy, cỡ 24 và cỡ 28. Đấy, chảo này thì toàn bộ là chảo lòng rất sâu nhé. Chảo lòng sâu nhé, này gần một bàn tay này. Đấy, 8 phân. Đấy, lòng rất sâu. Đấy, và đun được trên tất cả các loại bếp. Và đun được trên tất cả các loại bếp. Đấy, em xin báo giá nhé, bán từng cái một trước nhé. Đấy, cái 20 này thì bên em đang bán với giá là, cái chảo 20 này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng. Đấy, chảo 24 đây, chảo 24 đây, bên em đang bán với giá là 350.000. Và chảo 28, và chảo 28. Đấy, chảo đại đây, bên em đang bán với giá là 400. Đấy, chảo lòng sâu nhé. Đặc biệt khi các bác mua một combo 3 cái chảo, đấy, thì bên em đang giảm giá xuống còn, đang có chương trình ưu đãi xuống còn 900.000 đồng. 900.000 đồng 3 chảo. Các bác nhé, 900.000 đồng 3 chảo. Đấy, rất là ưu đãi luôn. Rất là ưu đãi luôn nhé. Đấy. Chảo chống dính, đấy, đun được trên tất cả các loại bếp. Đun được trên tất cả các loại bếp nhé. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Shikisai, một thương hiệu nổi tiếng về đồ nhà bếp. Đấy, của Nhật. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé, để kênh của em có thể phát triển hơn, cũng như có thể phục vụ tới quý các bác anh chị những cái dòng, những cái mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Đấy, tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác là đây, một số mẫu dao nữa. Một số mẫu dao nữa. Đấy. Dao này thì cũng giới thiệu rất các bác rất nhiều lần rồi. Dao của Gunbo, dao Thái này nãy em đã giới thiệu ở trong hộp đấy. Đấy. Đây dao Thái này. Mẫu dao Thái. Đấy. Mẫu dao Thái này em có mũi bằng và mũi nhọn nhé. Mũi bằng và mũi nhọn. Đấy. Mũi bằng và mũi nhọn. 210.000 đồng nhé. Đấy. Đây nữa. Đây, đây em đã bóc ra rồi. Đấy. Con này thì bên em cũng là mẫu dao Thái, bên em đang bán với giá là 250.000 nhé. 250.000 đồng một mẫu dao này. Còn đây là một mẫu dao chặt nhé các bác nhé, của thương hiệu Shikisai, à Akatsuki chứ nhầm. Đấy, con này bên em đang bán với giá là 380.000 đồng một con dao chặt này. 380.000 đồng một mẫu dao chặt này. Dao chặt, chặt gà chặt vịt thì thoải mái luôn các bác nhé, bao phê luôn. 380.000. Đấy. Xìa này, bộ xìa này, bộ xìa Đức này, 5 món này. 110.000 đồng. 110.000 đồng. Đấy. Còn một số mặt hàng nữa các nhé, rất nhiều mặt hàng này. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là mẫu bơm dẫn chân này, bơm 2 ti này. Đấy. Bơm dẫn chân bơm 2 ti nhé. Em xin dẫn thử cho các bác xem này. Để này ra không lại dẫn phát lại đứt dây. Đấy. Em xin dẫn thử nhé. Mẫu này thương hiệu của nó là thương hiệu Tozama nhé, hàng của Made in Japan. Con bơm này thì có thể bơm rất là khỏe, bơm rất là ok, bơm dẫn chân.
Đấy, rất là chắc khỏe. Bơm 2 ti các bác nhé. Bơm này là bơm 2 ti. Bên em đang bán với giá là 350 nghìn, 330 nghìn đồng và bao ship cho các bác luôn. 330 nghìn đồng bao ship nhé các bác nhé. Đấy. Tiếp theo em xin giới thiệu qua một số mẫu điếu cày nhé. Đấy, và một số mẫu bay xây dựng này. Đấy, bay xây dựng bên em này. Đấy, em có tất cả các loại bay nhé. Đấy, bay xây, bay tô. Đấy, bay răng này. Bay răng để các bác làm ốp lát này. Bay A1 này, bay tháp này, bay lá đề này, bay xây, bay tô này, đều đầy đủ các bác nhé. Đều em đều đầy đủ, bay xây, bay tô, bay chỉ đều đầy đủ nhé. Đấy, em xin giới thiệu qua cho các bác vậy. Bay này là bay của Dương Minh. Đấy, bên em thì tất cả các mọi món hàng em đều có. Đấy, kể cả là điếu cày. Điếu cày có nhé. Điếu cày thì bên em đang bán với giá là 320.000 một con. Điếu này chúng ta có thể rút ra rút vào này. Rít này. Rất kêu luôn. Rất kêu luôn. Đấy, điếu rất kêu luôn các bác nhé. 320.000 đồng. Rất là đẹp. Điếu cày Thanh Hóa nhé. Điếu cày của Thanh Hóa. Rất là xịn sò luôn các bác nhé. Rất là xịn sò luôn. Em đang có hai loại màu nhé. Em đang có hai màu. Đấy. Màu xám và màu trắng. 320.000 một con. Đấy. Hai màu. Điếu cày. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác một số mẫu máy cạo râu nhé. Máy cạo râu này. Máy cạo râu của Panasonic này. Mã của nó là EIS650P. Đấy, ngày nào em cũng bật nhé. Đấy, cứ lúc nào em bật, quay video em bật liên tục nhưng mà mãi chả hết pin. Dùng rất là bền. Dùng rất là bền bỉ. Đấy, con này thì chúng ta dùng bằng pin nhé. Chúng ta dùng bằng pin con thỏ. Pin con thỏ bé này. Đấy. Giá của nó thì bên em đang bán với giá là 450.000 đồng. 450.000 đồng nhé. Một con máy cạo râu này của Panasonic. Máy cạo râu của Panasonic. 400.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một mẫu máy của thương hiệu 4D Server. Đấy, con này thì có tông đơ mini này. Đấy, con này tông đơ mini. Đấy, đấy. Bác nào mà râu quai nón nhiều ấy, thì có thể sử dụng này. Sử quả chơi được cả râu qua nón này. Đấy, hàng này xuất đi các nước châu Âu này. Đấy. Con này thì có tông đơ này, có tỉa lông mũi này. Đấy. Cái quan trọng nhất của nó là con cạo râu nhé các bác nhé. Nó là con cạo râu. Nó là một con máy cạo râu thương hiệu 4D Server. Đấy. $300.000 các bác nhé. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu cho các bác một số mẫu kích điện nhé. Đấy, một số mẫu kích điện này. Đấy, kích điện từ điện 12V từ bình ắc quy lên điện 220 nhé. Đấy, em có loại 500W và loại 1000W. Đấy, thì các bác ấy thì em sẽ tư vấn chi tiết sau. Đấy, một 500W, 1000W. Đấy, loại này thì cũng mở ngoặc ra là nhà ở quê em đang dùng rất là chuộng nhé. Đấy, em đang bán ở quê là chính nhưng mà vẫn có thể giới thiệu cho các bác. Hàng này là hàng của Made in China nhé. Ở quê em người ta sử dụng rất nhiều. Đấy, lưu ý là hàng nội địa của Trung Quốc. Cái kích này riêng cái kích này, hàng nội địa chung nhé. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác một số mẫu cục đổi nguồn nhé. Cục đổi nguồn này. Điện 220 xuống 110. Xuống 100V. Đấy, dòng công suất của nó là 100VA. Đấy, bảo vệ bao quá nhiệt quá tải. Quá nhiệt là nó cũng dừng luôn nhé. Quá nhiệt là nó cũng dừng mà quá tải thì nó cũng dừng luôn. Đấy. 230.000 đồng nhé các bác nhé. 230.000 đồng một cục đổi nguồn này. Hàng này thì có bảo hành luôn nhé các bác nhé. Đổi mới trong 3 tháng này, bảo hành 12 tháng. Thương hiệu Vitenda. Thương hiệu Vitenda nhé. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác một cái mẫu búa đi, búa đóng đinh này. Búa đóng đinh thì búa còn nhân bãi này. Đấy, mẫu búa này thì bên em đang bán với giá là 100.000 đồng một con nhé. 100.000 đồng một con búa bãi. Búa bãi 100.000 đồng một con nhé các bác nhé. Dùng rất là ok luôn, hàng rất là xịn sò luôn các bác nhé. Hàng rất là xịn sò luôn. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác một số mẫu automat nhé. Một số mẫu cái mẫu automat. Đấy, ắt cóc này. Ắt cóc S20A lắp cho tủ lạnh. Điều hòa, bình nóng lạnh. Thoải mái luôn. Đấy. Giá của nó thì bên em đang bán với giá là con này thì bên em đang bán với giá là 90.000 đồng một con. 90.000 đồng một con nhé.
Đây, ác của Hàn Quốc thôi nhé. Ác chống giật của Hàn Quốc. 40A 250.000 nhé các bác nhé. 250.000 một con này. Hàng này sẵn luôn. Át chống giật gài át này, át hàng mới luôn nhé. Át này hàng mới luôn. Có thanh gài át này chúng ta gài vào tủ điện. Đấy. 250.000 đồng. Đấy. Và một số mẫu át chống chập nhé. Át chống chập của Nhật. Đấy, át chống chập của Nhật thì em có 30A, 40A, 50A và 60A. Đấy, hàng mới tất. Đồng giá 180.000 đồng. Đồng giá 180.000 đồng các bác nhé. Đấy. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn. Đấy, cũng như có thể phục vụ tới quý cô bác anh chị những cái dòng mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhất nhé. Đấy. Và một số mẫu bánh xe này. Bánh xe bãi này. Bánh xe này. Bánh xe này 20.000 đồng một con này. 20.000 đồng một con. Ừ. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.